Em xin hướng dẫn sử dụng máy làm bánh mì Uno 68456 ạ. Thì đầu tiên thì cái này nó sẽ là cái âu trộn bột và cái âu nung bánh nhé. Đây là cái chân vịt để mà trộn bột. Mình lắp chân vịt vào này. Lắp âu trộn bột vào này. Thì khi để ý khi mình lắp thì mình sẽ để sao cho cái âu này nó thành một đường chéo như này này. Đây. Một đường chéo như này. Và mình sẽ vặn theo chiều kim đồng hồ cho nó xoay ngang lại. Đây, như vậy là được. Tiếp theo là về các nút chương trình. Đầu tiên là nút menu này. Là để chọn các chương trình từ 1 đến 16 nhé. Đây, 1 đến 16 đây. Các chương trình thì ghi bằng tiếng Đức hết, tại vì máy này là dành cho thị trường Đức. Tiếp theo là nút cộng và trừ này. Là để tăng và giảm hẹn giờ. Ví dụ là chương trình này nó sẽ là 1 giờ 30 phút đi. Mình muốn hẹn giờ lên 1 tiếng nữa chẳng hạn thì cộng thêm là thành 2 giờ 30 phút thì mình sẽ cộng nhấn khi là thành đây, như vậy có nghĩa là hẹn 1 giờ nữa thì máy sẽ bắt đầu chạy nhé. Muốn hủy thì mình bấm start và nhấn giữ một lần nữa thì nó sẽ hủy chương trình. Đó. Tiếp theo là cái nút này ở giữa này. Brown room này là để điều chỉnh cái độ đậm nhạt của vỏ bánh mì. Mình muốn là trình độ nâu ấy, mình muốn cháy bánh mì cho vỏ hơi cháy một chút thì mình sẽ chọn mức cao nhất. Mà mình muốn vừa thì để mức nhạt nhất thôi. Tiếp theo nút dưới này là để điều chỉnh cái lượng khối lượng bánh mì nướng. Nên khối lượng có hai khối lượng là 750 và 1000 gram này. Tiếp theo nút power này là nút tạm dừng, có nghĩa là khi ở các chương trình ấy thì mình sẽ tạm dừng ở phần giữa, ở đoạn giữa khi mà đang 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 trộn này thì mình cho thêm nguyên liệu vào như kiểu là các loại hạt hoặc là nho khô vào. Tiếp theo đây là chính là nút start stop là để tạm dừng và bắt đầu này hoặc là hủy chương trình này. Hai nút này đó chính là hai cái nút để điều chỉnh chương trình mong muốn của mình, làm chương trình mình yêu thích mình tự thay đổi các cái chương trình của máy. Đây, ví dụ như là đây mình có thể điều chỉnh được cái thời gian để trộn bột này, điều chỉnh thời gian ủ bột này, điều chỉnh thời gian trộn bột lần 2 này, điều chỉnh thời gian ủ bột lần 2 này, điều chỉnh thời gian ủ bột lần 3 này, điều chỉnh thời gian nướng này và điều chỉnh thời gian giữ ấm này. Đã muốn điều chỉnh thì mình bấm thêm cộng trừ thôi. Đây, đây là để điều chỉnh thời gian giữ ấm. Và thêm một lần nữa thì là nó sẽ lưu. Và khi mà chọn một chương trình nấu thì đây, chọn chương trình chỉ việc bấm menu chọn số chương trình mà mình muốn muốn nướng. Tiếp theo là mình chọn cái độ đậm nhạt này và chọn khối lượng nướng và nhấn start. Máy sẽ chạy nhé. Đây nhá, cho công thức số 14 mà mình copy cái công thức giống số 1 nhé. Thì đầu tiên mình bấm menu này đến số 14 này, mình đầu tiên mình sẽ bấm nút này số 1 này. Đầu tiên là nó sẽ là chế độ kneading mode thì mình để là 10 phút, 10 phút như này. Muốn tăng giảm thì bấm thế này, bấm hai nút này. Đó, mình để 10 phút. Tiếp theo mình bấm tiếp nút này. Nó sẽ biểu tượng này này là chế độ rising mode, có nghĩa là chế độ ủ lần 1. Mình để 20 phút giúp em nhé. Đây, 20 phút. Bấm tiếp một lần nữa sang chế độ này. Đây là chế độ kneading 2, là chế độ trộn lần 2. Mình sẽ để 15 phút. Tiếp theo là mình bấm tiếp một lần nữa sẽ sang là chế độ rising 2, có nghĩa là chế độ ủ lần 2. Lần 2 thì mình để là 25 phút giúp em. 25 phút. Bấm một lần nữa là sang chế độ rising 3, có nghĩa là ủ lần 3, mình chỉ để 45 phút. Tiếp theo là phần này là chế độ baking, là chế độ baking là nướng thì mình để cho em giúp em là 30 phút này.
Thế là mình có thể điều chỉnh nhé, 30, 40 hay 50 thì tùy mình muốn bánh nó cháy hơn thì mình là 40. Hoặc là mình sẽ chọn cái độ nâu đậm nhạt mà ở chế độ này này, lúc lúc mà mới bắt đầu vậy. Đó, xong thêm một lần nữa. Đây là giữ ấm. Thì máy làm phong máy sẽ giữ ấm, thì mình muốn giữ ấm bao lâu thì mình có thể mình tắt đi cũng được. Đó, mình tắt đi cũng được. Từ 0 đến cho đến 1 tiếng. Tiếp theo đến một lần nữa này. Đó, vậy là xong. Vì như vậy là xong, mình là bánh minh hồ cúc, mình chỉ cho bánh minh số 14 này thôi. Thời gian làm chỉ 2 tiếng 25 phút thì nó sẽ không bị cháy vỏ. Bạn đang kêu bác kia nó có nhốt không đi.